Bà Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây nha. Hôm nay chúng ta sẽ thử cùng sử dụng máy đo huyết áp hiệu HAM8712 của Omron ha. Đây là dòng rẻ tiền nhất của hãng Omron, vì tính kinh tế và tiện lợi nhất là đối với những người ở quê, do có một nút nhấn cho người lớn tuổi. Nhưng mà nếu mà có điều kiện, mình có thể mua thêm các dòng cao cấp hơn để có thêm nhiều chức năng hỗ trợ, cũng giống như là tim đập không đều, cử động khi đo, bỏ nhớ, để nhiều khi người lớn tuổi đo mình có thể về xem lại, hoặc là mình có thể cho bác sĩ xem cái kết quả đo của mình trong tháng ha, để nhờ bác sĩ tư vấn thêm. Rồi, cái dòng này thì nó cực kỳ đơn giản, chỉ một nút nhấn thôi, xài cũng khá dễ dàng, không có bộ nhớ. Có báo cử động khi đo và dòng vẫn đúng tư thế. Máy này là của Omron, linh kiện Nhật mà lắp ráp tại Việt Nam ha. Giá bán lẻ của hãng ghi trên hộp là 890 ngàn. Bà con mình có thể ra các cửa hàng để tham khảo thêm. Rồi, bây giờ mình thử mở máy. Hãng Omron cũng là một hãng rất là uy tín, được Hội Tim mạch Việt Nam khuyên dùng. Rồi, bây giờ chúng ta khui máy nha. Bên trong máy này thì có một cái hướng dẫn bằng tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác. Phiếu bảo hành vẫn được bảo hành 5 năm như các dòng mắc tiền nha. Đây, chúng ta sẽ có phiếu bảo hành. Thì trung tâm bảo hành có một trung tâm lớn ở Hồ Chí Minh và một ở Hà Nội. Bà con mình nếu có vấn đề gì trục trặc thì mình có thể ra các cửa hàng dụng cụ y khoa gần nhất để nhờ gửi về bảo hành ở hãng, chứ chúng ta không nên tự ý sửa chữa, tại vì mình sau khi sửa xong phải có kiểm định chất lượng nữa để xem kết quả đúng hay sai. Trên kênh Sức Khỏe 60 Giây thì Hoàng Sơn cũng chia sẻ bà con mình cách kiểm tra tại nhà xem máy nó có hư hay không, đơn giản nhất. Bà con mình có thể tham khảo thêm và cách như thế nào để máy xài được bền hơn, rồi đo như thế nào để chính xác hơn, và bên cạnh đó còn có rất là nhiều video về các dòng thiết bị y tế khác nữa. Đây, bà con mình thấy nó rất là đơn giản nha, màn hình cũng to rõ nè. Một số thì hiển thị huyết áp tâm thu, hiển thị huyết áp tâm trương ở giữa, và đếm nhịp tim bao nhiêu lần nhịp đập trên 1 phút. Dòng máy này thì sẽ không có báo tim đập không đều nha. Nếu mà các dòng mắc tiền hơn thì sẽ có tim đập không đều và bộ nhớ và cột báo huyết áp cao, thậm chí có thể kết nối với điện thoại để lưu dữ liệu và gửi cho bác sĩ của mình qua email đó. Thì cái dòng đó Hoàng Sơn cũng chia sẻ rất là nhiều rồi ở trên kênh Sức Khỏe 60 Giây. Rồi, còn cách sử dụng cái này thì nó rất là đơn giản. Chúng ta sẽ xài 4 viên pin 2A, theo máy thì là 4 viên pin khô. Mình có thể mua pin Energizer hoặc là những pin tốt để sau này mình xài, tại vì cái một bộ pin xài cũng khoảng hơn 1.000 lần, mình để khoảng hơn 1 năm thì không sợ bị chảy pin hư máy. Còn các dòng pin rẻ tiền mà mình lỡ mua không có đó, mình mua pin rẻ thì mình nên xài xong lấy ra, hoặc là nhiều khi mình quên 2 3 tháng thì chảy pin nó hư máy rất là tiếc. Rồi, trên máy thì có một chỗ để cắm dòng quấn. Chúng ta thấy nè, có một cái chui màu xanh cắm vào chỗ này. Bên trên thì có một cái báo điện áp là DC 6V. Bà con nên nên mua cái cục nguồn chính hãng để tránh hư máy nha. Cái này không phải cục sạc nha, mà là cắm vào điện vào xài thay pin. Adapter đó thì tới gần 200 ngàn, trong khi đó một bộ pin tốt thì khoảng tầm 50 ngàn, mà xài cả năm thì mình cũng có thể cân nhắc 4 bộ pin 200 ngàn cũng xài được 4 năm. Rồi nếu mà xài pin mà một mình xài thì nó cũng không không có tốn hao bao nhiêu, mình có thể ngồi được ở những nơi thoải mái. Còn nếu mà mình cắm điện thì mình phải ngồi kế ổ điện, nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng đến cái hồi hộp của mình, kết quả nó lại không có tốt lắm. Giống như khi mà mình đi bác sĩ, mình đo ở nhà huyết áp bình thường mà đi bác sĩ là huyết áp cao, đó cũng một phần là do tâm lý nha. Đó, nên là tùy theo mình cân nhắc. Còn như trường hợp mình đo nhiều thì mình có thể sử dụng cái nguồn đó.
Trên đây thì hướng dẫn cái tư thế đo, tư thế ngồi thoải mái nha. Cái dòng huyết áp cổ tay mà dành cho công tác du lịch mình đo ở trên đây thì nó sẽ dễ bị sai lệch khi mình để quá thấp hoặc quá cao. Còn cái dòng máy đo huyết áp bắp tay là được khuyên dùng nhất, tại vì lúc nào nó cũng quấn ngang tim. Chúng ta sẽ quấn vào tay trái nha, để nó gần tim. Rồi, trên dòng quấn có hướng dẫn sử dụng nè. Dòng máy này thì bà con mình thấy nó khá đơn giản nha. Hộp pin 4 viên ở bên dưới, pin 2A. Và khi mình đi mua thì mình cũng nên để ý cái pin, tại vì á có một số dòng máy xài 4 viên nhưng mà pin 3A vẫn là pin nhỏ. Nên là mất công mình phải đi mua hai lần. Ở đây chúng ta sẽ có 4 viên pin, pin khô luôn. Rồi, mình lắp vào đúng vị trí nè. Rồi, đây nắp lại. Thì bà con mình thấy trên máy là có cái dán đã kiểm tra chất lượng rồi, nên là hãng đã kiểm tra rồi, nên khi máy mới mua mình cũng cũng đừng có cần phải đi kiểm tra nữa, cực lắm. Rồi, mỗi máy thì đã có kiểm tra trước khi xuất xưởng rồi ha. Thì trường hợp mình xài nhiều năm mà mình cảm thấy sai lệch quá, mà mình đã thử nghiệm ở nhà rồi, còn Sơn có cách thử nghiệm ở nhà, thì nếu mà mình thử nghiệm vậy mà vẫn cảm thấy sai thì mình nên đến trung tâm để kiểm tra lại máy. Rồi, cái vòng quấn thì trên đây có hướng dẫn nè. Mình đo bên tay trái. Nếu mà cái áo mình dài tay thì mà áo mỏng thì mình có thể sử dụng được, nhưng mà khuyên là nên mặc áo ngắn tay để mình có thể quấn vòng quấn để có cái độ chính xác cao hơn. Chúng ta sẽ mở vòng quấn ra. Cái này chúng ta sẽ sử dụng ở nhà nên là một người tự làm được ha. Đây, mình banh cái vòng quấn ra nè, thọt cái tay vô. Ví dụ như mình kéo cái tay áo lên nè ha. Cái cọng dây nằm ở giữa tay. Rồi, cách cái khuỷu tay 1-2 cm nè. Mình lấy cái tay này nè, mình kéo nó qua bên kia. Mà còn thấy không? Để con dây giữa tay nha. Kéo thẳng ra. Rồi, quấn nhẹ thôi, đừng có kéo chặt quá. Tại vì khi đo, máy nó sẽ bơm lên siết lại, rồi xì ra sẽ ra kết quả. Còn khi mình quấn chặt quá thì máy sẽ dễ đo sẽ ra lỗi. Nhưng mà nếu mà lỏng quá thì máy bơm cũng không có tốt ha. Quấn giữa khít thôi. Rồi, tư thế ngồi thoải mái nè. Khi đo không nói chuyện. Và nếu hai lần đo thì nên cách nhau khoảng 3 phút mình tháo ra, để mình cử động tay cho máu mình nó lưu thông lại và hạ đo. Và nên ngồi nghỉ 5-10 phút trước khi đo. Tại vì khi mà mình mới làm việc, huyết áp mình nó lên, đo vẫn ra kết quả nhưng mà nó sẽ không có nói được cái mức độ chính xác huyết áp mình có đúng như vậy hay không. Rồi, cách đo khá dễ dàng. Đo thì không có gì hồi hộp nha. Đo cứ thoải mái. Và mình có thể đo nhiều lần để mình xem. Nhưng mà mình cũng không nên quá lạm dụng. Đo nhiều quá thì mình tự hồi hộp cũng không tốt lắm. Nên đo cùng thời điểm trong ngày. Ví dụ hôm nay đo 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 sáng thì ngày mai cũng vậy. Tại huyết áp mình nó sẽ thay đổi trong ngày. Có lúc nó đo tầm buổi sáng là huyết áp mình thấp đi, trung bình là khoảng 13. Mà 1 giờ trưa và 9 giờ tối thì huyết áp mình nó cao hơn 1 hoặc 2 bậc, tức là 10, 14, 15, ví dụ vậy. Thì mình có thể đo để theo dõi huyết áp cũng được, nhưng mà để theo dõi ổn định hay không nên đo cùng thời điểm trong ngày, trong cả tháng. Rồi, bây giờ mình thử nha. Khi đo không nói chuyện, xúc xa và tốt ở một lúc, chúng ta nên bấm ở giữa để cho cái độ bền của cái nút nhấn nó tốt hơn, chứ không có bấm bên trên và bên dưới. Bấm giữa, máy sẽ tự bơm lên và xì xuống tầm khoảng chưa tới một phút. Khi đo mình ngồi thoải mái. Rồi, mình đo là chưa tới một phút ha, máy tự bơm lên. Khi mà mình đo thì nó có hiện chữ OK chỗ này, tức là đúng tư thế. Rồi, chưa tới một phút thì sẽ ra kết quả.
Cái máy này thì rất là đơn giản ha. Hiển thị ba con số trên màn hình chỉ có như đây thôi, ba con số. Cái này là vòng quấn đúng tư thế nè. 123. Thí dụ giống như ở quê mình hay nói là huyết áp 12, tức là 120 đó. 13 là 130. Còn các dòng điện tử thì là 120, 130 để có cái độ chính xác cao hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tra vào cái bảng con số lớn, mình tra bên dãy số lớn là huyết áp tâm thu khi tiêm thu nhỏ lại. Ở giữa là huyết áp tâm trương khi tiêm phình to ra. Đây là 123, con số lớn nè. Nó nằm giữa 100 đến 140 là một cái bình thường ha. Con số giữa 86, giữa 60 90 cũng là bình thường. Huyết áp mình là bình thường. Rồi, đây là cái cách sử dụng khá là đơn giản. Thì nếu mà trường hợp máy báo lỗi, ví dụ giống như là E1, E2, E3 thì tùy theo model, tùy theo hãng mà mình có thể xem trong cái phiếu hướng dẫn nha, nó sẽ khác nhau. Cái trường hợp mà máy mình bơm lên mà dòng quấn nó hơi mềm rồi nó báo lỗi thì bà con mình cũng có thể kiểm tra bằng cách mà mình có thể bóp lại rồi mình đo xem nó có căng siết cái tay mình ra hay không. Nếu căng siết cái tay ra tức là máy vẫn bơm tốt và dòng quấn bị xì thì mình có thể thay dòng quấn. Và một số trường hợp khác để thử, bà con mình có thể xem thêm cách khắc phục lỗi tại nhà trên kênh Sức Khỏe 60 giây. Hôm nay mình chỉ tham khảo dòng máy vậy thôi, khá là đơn giản nha. Ba con số, một nút nhấn, bốn viên pin, quá đơn giản luôn. Rồi đó là cách sử dụng và vài điều mà Hoàng Sơn chia sẻ ha. Cái tư thế mình đo nè, phải ngồi đúng tư thế thoải mái, nghỉ ngơi trước khi đo. Máy thì mình kiểm tra pin, pin tốt, pin mới ha. Quấn vòng đúng tư thế. Rồi một số lỗi như trường hợp mà E1, E2, E3 thì trong phiếu bảo hành, trong phiếu hướng dẫn sử dụng đã có ghi rồi. Mình có thể khắc phục. Nếu mà như pin yếu, pin hết thì sẽ hiện cái cục pin hết giống như là của điện thoại, khá là dễ. Rồi bà con mình có thể có cách để kiểm tra nếu máy bị lỗi trên kênh Sức Khỏe 60 giây, mình có thể tham khảo thêm. Rồi hôm nay thì Hoàng Sơn chia sẻ dòng máy đơn giản, giá cả bình dân, phù hợp cho bà con ở xa, vùng sâu vùng xa và dễ sử dụng cho người lớn tuổi. Bà con mình có thể tham khảo thêm ở các video tiếp theo nha. Nếu cảm thấy hữu ích thì chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Tạm biệt bà con và hẹn gặp lại video tiếp theo.